Rồi ok rồi. Ok chưa? Rồi. Vô. 2, 3. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với video của Bin. Thì như đã hứa ở trên livestream lần trước ở Instagram á, hôm nay Bin sẽ làm một cái haul đồ Tết, tổng hợp những cái thứ quần áo mà Bin mua gần đây để sử dụng cho dịp Tết. Nhưng mà không biết có sử dụng được không, tại vì gần đây thấy dịch nó báo động quá mọi người ơi, nó phong tỏa tùm lum ở trên mấy cái khu vực Sài Gòn nè. À đừng quên nhấn like video, subscribe kênh của Bin và connect với Bin ở social media nha. Cảm ơn mọi người, bây giờ thì bắt đầu thôi. Thì món đầu tiên Bin muốn chia sẻ với mọi người là cái quần này đây. Đó. Đó là một chiếc quần jean thủng mà cái kiểu của nó rách rách như thế này nè. Và ở đằng sau của nó mọi người, ngay cái bắp chuối á, nó có hở một khoảng vậy luôn. Tại vì bây giờ Bin sẽ share cho mọi người hết, rồi một lát Bin sẽ mặc vào sau. Thì giờ Bin thấy cái form quần jean này nè, Bin thấy đa số những cái form quần jean của Taobao á, nó rất là đẹp nha mọi người. Nó đứng cái form như thế này nè, mà nó kiểu hắt dáng của mình luôn á. Vải thì khá dày và màu thì là màu xanh nhạt. Bin thấy những cái màu xanh nhạt như thế này nó dễ mix đồ hơn. Ok, Bin sẽ tới chiếc quần thứ hai là chiếc quần jean đậm. Cái này á thì nó không có rách rưới gì hết. Nó chỉ là một chiếc quần với những cái họa tiết mà chấm 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 như thế này, giống như cái vết sơn đó mọi người. Cũng khá đẹp, vải cũng khá dày nha mọi người. Bình thường á Bin nghĩ là order đồ Taobao về á, kiểu nó sẽ không có được như hình ảnh lắm á, nó hay khác. Nhưng mà Bin thấy cái này nó y chang trên hình nè. Trên hình sao là như vậy, tại vì đồ Taobao nó cũng nhiều giá lắm, mọi người phải cân nhắc mà mua cái giá nào mà mọi người cảm thấy nó xứng đáng. Khi một cái quần á mọi người thấy nó đẹp, một cái món đồ mọi người thấy nó quá ok mà cái giá nó quá rẻ thì mình cũng phải nên cân nhắc lại. Tại vì thường á những cái giá quá rẻ vậy á, mình nhận về thường nó sẽ không có được như hình. Đây, tới cái món thứ ba là một chiếc áo gọi là kiểu áo polo á mọi người, có cổ nè mà tay dài. Thì đây là màu xanh lá. Bin á có một cái màu xanh dương nữa. Cái này á là Bin mua cho nhỏ cháu của Bin đó. Nhưng mà như thấy màu xanh dương xinh hơn đúng không? Tự nhiên mua xong về á mới thấy là màu xanh dương nó xinh hơn màu xanh lá mọi người. Thì cái này á nó hơi đáng buồn một chút xíu là Bin mua size XL. Bin đã có mặc thử rồi nhưng mà so với Bin thì nó hơi bé. Bin không biết tại sao, tại vì form đồ của Taobao nó cũng rất là nhiều size, nhiều kích cỡ, với lại cái size ở bên đó nó khác với size bên Việt Nam của mình. Nhưng mà nhiều cái shop, cái form ở bên đó cái size XL á nó chỉ như là size L bên đây à mọi người, nó không có quá bự, không như size M luôn á chứ má. Bin mua size L về mà Bin thử á, nó như là size M bên đây á, nó cũng không có gọi là quá chật đến nỗi là không mặc được, nhưng mà cái phần dưới này là nó hơi ngắn lên cho nên là Bin cảm thấy không thích lắm á. Không biết này thanh lý này có ai mua không? Thì đó, Bin mua hai cái này và cả một chiếc áo sweater này nữa. Thì cái tình trạng nó cũng bị y chang à mọi người, tại vì cái form của nó nhỏ nè mọi người thấy không, cái áo rất là dễ thương. Size XL luôn nhưng mà bận lên á, cái phần ở dưới đây người ta gọi là cái phần vạt hay là phần tà gì đó, nó hơi ngắn so với mình cho nên là Bin không thích. Bin thích mặc cái gì mà nó dài xuống, nó thụng thình một xíu, nó hơi giấu quần một chút xíu á. Còn cái kiểu này thì Bin không ưng lắm. Tiếp theo một cái áo Bin khá thích, áo sơ mi. Đó, xịn sò chưa. Cái áo này á mọi người là size L nha, nhưng mà mặt vô nó rất là rộng, nó không có như cái áo này size L. Bởi vì nói rồi, đồ Taobao nó kỳ lạ cái chỗ đó đó, mình mua đồ là nhiều khi mình phải biết, mình phải rành, chứ mình mua thì nó cũng mang tính chất hên xui, giống như Bin nó hên thì ok, còn xui thì nó như vậy. Nhưng mà bù cái thì giá nó cũng ổn định, nó cũng rẻ, nó cũng ngang ngang những cái local brand ở Việt Nam, nhiều khi nó rẻ hơn nhưng mà đồ thì nó có mấy cái nó lạ hơn á. Mình mặc thì nó kiểu unique hơn, ít đụng hàng hơn. Vải của cái chiếc áo này thì Bin thấy nó hơi mỏng nha. Tại vì Bin mua hai cái áo sơ mi lận, nhưng mà vải của cái chiếc kia thì Bin thấy nó dày hơn chiếc này. Vải chiếc này nó hơi mỏng, nó mỏng mà kiểu gọi là vải không được đẹp cho lắm á. Dù dù á, nó giống như vải dù và nó hơi hơi vậy đó. Mà thật sự nó cũng phải là 100% vải dù. Nên Bin cảm thấy cái vải này nó không có ưng ý cho lắm. Nhưng mà so với cái giá và cái họa tiết như thế này á, mặc vô chơi chơi thì vẫn ok mà mọi người. Còn cái áo mà Bin nói cái vải mà Bin cảm thấy đẹp là áo này nè mọi người. Cái màu này là lilac, màu tím lilac. Tím tím xanh xanh.
mà cái kiểu áo của nó mọi người là phần đằng sau của nó có cái này tao gọi là sao ta, kiểu như đằng sau nó cũng có một cái vạt để có thể gỡ nút mà mình lật lên mình thấy được cái lưng của mình luôn. Nó khá lạ chứ đằng sau thường ở mấy áo sơ mi đằng sau nó sẽ là trơn. Cái áo này thì vải dày nha, vải ok. Tại vì Bin nghĩ như thế nào, những bạn nam á, Bin không biết tại sao nha, Bin khuyên lúc nào ở trong cái tủ áo của mình cũng nên có một chiếc áo sơ mi màu xanh. Tại vì Bin thấy những cái kiểu Hàn Quốc hay là Trung Quốc mà kiểu Unzang á, cái kiểu đó không, những cái kiểu mà boy Hàn Quốc, boy Trung Quốc á, thì người ta hay phối đồ mặc có những cái chiếc áo sơ mi basic màu xanh như thế này, mặc lên nhìn rất là dễ thương, mặc lên nhìn rất là nhẹ nhàng, nhìn rất là thanh lịch luôn á. Bin không biết dùng từ như thế nào nhưng mà Bin nghĩ là bạn nào cũng nên có một chiếc áo sơ mi màu xanh như thế này. Mà những cái thương hiệu Bakugo này ở bên chúng ta rất là nổi tiếng luôn. Trời ơi, tôi còn không thấy được cái hiệu nữa, sao nó thấy hai người trời. Bakugo là một thương hiệu Focus. Rất là nổi tiếng. Cái này thật sự không phải là cái cuối cùng, nhưng mà tại vì á, cái kiện hàng của Bin á, Bin order nó về chỉ được có nhiêu đây thôi. Thật ra nó còn tới 3 món chưa về được nữa, là một chiếc áo sơ mi, một cái sweater màu đen và một cái cặp lens. Lens Trung Quốc á mọi người, tại vì những cái mẫu đó ở đây Việt Nam Bin không thấy nha. Bin thấy được cái mẫu đó bên Trung Quốc, nó giống như là những cái mẫu của mấy cái con Sailor Moon á, kiểu nó trong veo con mắt mình như thế nào, màu nâu đeo lên rất là nhìn tự nhiên. Ủa nhìn rất là tự nhiên chứ, nhìn tự nhiên là cái gì trời. Đây là chiếc áo mà Bin thích nhất ở trong cái kiện hàng về đợt này. Tại vì cái form dáng, cái kiểu áo, cái họa tiết này nọ cũng rất là đẹp. Vải dày, mặt ấm, nhìn ăn chơi. Nhìn nó ăn chơi á mọi người. Mặc mấy cái này mà đi quẩy là ok lắm á. Kiểu Bin có mặc thử vào rồi, nó rất là đẹp. Cái áo này hình như là bát máy, rất là đáng tiền, Bin rất là ưng. Còn vạt luôn mà tôi chưa mặc ra đường lần nào hết trơn, nó mới về hôm bữa 27 Tết á. Đây là mọi người, cái quần jean đầu tiên hồi nãy và cái áo mà Bin nói cái vải nó không được đẹp lắm nè. Nhưng mà không sao, cái vải thì nó không được đẹp lắm thôi chứ không phải là vấn đề gì quá ghê gớm. Mặc vô chụp hình thì vẫn xinh mà. Còn đây cái quần jean hồi nãy Bin nói á, đó, mọi người thấy không? Nó hở lần sau nè. Thật ra cái quần này vẫn hồi nãy á là hai kiểu lận nha. Mọi người có thể giấu cái phần đằng sau đi thì nó sẽ thành hở đằng trước, nó sẽ hở như thế này. Còn mọi người giấu cái phần đằng trước đi thì nó sẽ hở đằng sau như thế này. Nhưng mà giấu được đằng sau luôn nha, giấu được cả hai bên luôn nha, nhìn nó cũng ok. Cái cơ chế quần này nó làm ra xịn vải á chứ. Thông minh. Nhưng mọi người thấy không, cái phần quần mà Bin nói nè, bận vô nhìn rất là đứng dáng, rất là xinh. Một cái quần như thế này với cái giá như vậy là Bin cảm thấy quá rẻ so với một cuộc tình. Cái áo vải này hơi xấu, công nhận. Nếu một người mà kỹ tính mà cầu toàn á, sờ vô cái vải của áo này thì chắc sẽ không thích đâu. Bin nghĩ là mấy bạn cân nhắc khi mua áo này ha. Đây mọi người, cái polo mà Bin nói nó ngắn là cái này nè. Nó ngắn thật sự, nó ngắn hơn so với những cái polo bình thường á. Tại vì những cái này mà bận dài hơn một xuống một chút xíu nó sẽ đẹp hơn. Thì cái này á, nãy Bin nói rồi, nó kiểu nó không có phải gọi là quá chật, mặc dù nó vẫn được. Nhưng mà cái này nè, nó ngắn quá, Bin muốn nó dài hơn thì vậy đó. Còn cái quần này nè là Bin mới đổi kiểu mặc hở trước cho mọi người thấy nè. Nhưng mà Bin nghĩ cái quần này á, cái cơ chế của nó mặc hở sau là đúng nhất. Tại vì khi mà mặc hở trước á, Bin không biết ở phần bên trong đây nè, nó có một cái tà, nó sẽ hơi bị xoắn cái tà lại. Thì Bin nghĩ cái quần này mặc hở sau là đúng cái cơ chế của nó ra luôn. Nhưng mà bạn nào muốn mặc hở trước để chụp hình thì vẫn được. Mà cái này dễ thương quá. Cái áo này thì rất là xinh, trời ơi xinh tao mới mua. Nhưng mà nó ngắn, tao muốn, má biết vậy tao đặt size 2XL chắc rồi. Là nó sẽ bự ra được hơn. Đây, tới cái lúc này thì thật sự phải khen. Đồ rất xinh đúng không mọi người? Mày công nhận với tao một điều với tao. Cái bộ này rất là đẹp. Cái quần nè mọi người thấy không? Cái ống của nó phủ đôi giày. Bin rất là thích bận những cái quần mà mình mặc cạp cao là mình mặc tới eo được nha. Và cái ống của nó đủ dài để phủ đôi giày của mình thì nó rất là đẹp. Và cái áo này là hồi nãy Bin có khen cho mọi người câu lần rồi đó. Cái áo này thật sự rất đẹp, Bin mặc thử hồi cái lúc mà đồ mới về, Bin rất là thích cái áo này luôn, rất ăn chơi. Nói chung là chỉ biết khen bộ này xinh thôi mọi người, khen áo cả quần luôn, bộ này rất đẹp cho mọi người xem. Dễ thương, I love that. Mốt xô kẹo đây là cái áo mà hồi nãy Bin khen là vải đẹp hơn nè mọi người. Cái áo sơ mi này thì cái vải nó dày hơn. Thì cái này Bin sẽ mặc phối một cái quần tay trắng. Bin nghĩ hồi nãy các lúc này nè, mình sẽ bận hợp với những cái đôi giày slipper á mọi người. Cái kiểu Việt Nam mình hay gọi là giày sụp á, giày mà nó không có cái gót á, nó sọt như đôi dép vậy á. Mà Bin thì Bin không có mấy cái đôi đó, cho nên là Bin sẽ mang Converse nạp gót. Đó, như nãy Bin nói cái áo này là mặc mùng 1 đi chúc Tết ok nè, nó sáng sủa. Cái màu này nhìn nó thanh ha. Bin rất là thích cái áo này. Và hồi nãy Bin có nói với mọi người là cái áo này nó lạ một kiểu là mọi người thấy không, nó có một cái vạt á mọi người, thì cái kiểu cách nó cái style nó như vậy thôi. Mọi người có thể gõ đúng cái bàn này là thấy cái lưng của mình. Đây mọi người, đây là cái áo cuối cùng Bin thử thì nó mang một cái nét thất vọng nhẹ. Nãy Bin nói đó, cái áo nó ngắn mà nó ngắn như vậy mọi người, mọi người nhìn Bin bận giống như một đứa nít bận đồ.
ấy lộn, giống như là bên đang bận đồ của một đứa con nít không. Cái áo này giống lấy của mấy đứa em, mấy đứa cháu của mình mà hả, lén tụi nó bận á. Nó ngắn ngủn mà, bận vô thì nó vẫn vừa phần trên nhưng mà phần dưới thì nó ngắn. Cái này mà dài xuống là rất là xinh nha, cái này mà rộng ra dài xuống thì rất là xinh. Tại vì Bin sẽ đổ cái quần ngắn để Bin bận cho mọi người thấy cái áo này nó ngắn như thế nào. Thì nó nhỏ thôi nhưng mà bù lại cái vải của nó với lại cái hình họa của nó này thì rất là dễ thương. Tại vì dễ thương cho nên Bin mới mua mọi người. Lúc mà Bin thấy mẫu ở trên web người ta bận á, rất là xinh, nhìn nó ấm áp, nó soft boy kiểu nào. Mà ra ngoài thì mình nghĩ mất mình mua mấy cái sweater với lại mấy cái polo, mình sẽ mua đứt size lên, chắc có thể là 2XL, chứ XL bẩn này nó như M vậy đó. Ok, thế là đã xong rồi, hết đồ để thử rồi mọi người ơi. Đáng ra nếu mà cái chuyện kia nó về kịp á, lại Bin còn tới hai cái áo và một cái cặp lens để Bin đeo thử cho mọi người coi. Thì cảm ơn mọi người đã xem đến hết video, cảm ơn mọi người đã enjoy với cái video này. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên nhấn like, subscribe kênh của Bin và connect với Bin ở social media nha. Và Bin sẽ kết thúc video đây, một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người những video tiếp theo.